Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn Các em thân mến, ở tiết học trước, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về những kiến thức thú vị có trong bài đọc Cuộc chạy đua trong rừng Thông qua nhân vật ngược con, chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu ra bài học của sự chủ quan trong cuộc sống đúng không nào? Tiếp nối bài học thú vị này, hôm nay chúng ta sẽ đến với những nội dung khác, đó là đọc mở rộng và viết. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đọc mở rộng các bạn nhé. Nội dung trong phần đọc mở rộng, các bạn sẽ đọc một truyện về thể thao, sau đó viết vào phiếu đọc sách những điều mà em thấy thú vị, ví dụ như là tên truyện, tác giả, Tên môn thể thao, lợi ích của môn thể thao hoặc là bất cứ một điều gì đó trong bài đọc mà em cảm thấy thích thú và ấn tượng. Kế đến, chúng mình sẽ chia sẻ với bạn điều em học được sau khi đọc truyện. Trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe một truyện. Các bạn có thể tham khảo truyện này để chúng ta có thể dễ dàng hoàn thiện phiếu đọc sách các bạn nhé câu chuyện về tấm gương rèn luyện thân thể trong lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao câu cuối cùng bác viết tự tôi ngày nào cũng tập hầu như trong hồi ký của các đồng chí cách mạng lão thành hoặc những cán bộ may mắn được sống cùng người không ít thì nhiều đều có nói đến việc bác hồ tập thể dục rèn luyện thân thể. Việc tập luyện của bác không chiếm nhiều thời gian trong ngày nhưng thành một nếp sống gây ấn tượng sâu sắc đến mọi người xung quanh. Bác tập luyện rất đều đặn dù trời nóng cũng như ngày lạnh. Ngày nào bác cũng dậy rất sớm và đánh thức mọi người cùng tập thể dục. Tập xong thì tắm suối, lạnh mấy cũng tắm rồi đi làm việc. Bác hồ duy trì nếp tập thể dục và ngày càng làm nội dung tập luyện thêm phong phú không chỉ là những động tác của bài tập thể dục thông thường mà còn là tập tạ nhảy dây thun dây vải khí công quyền thuật đi bộ chạy nhảy và được người vận dụng trong phù hợp từng hoàn cảnh cụ thể bơi là môn thể thao rất được bác ưa thích trong hồi ký sống bên bác đồng chí ngọc châu có kể những lúc bơi lội, chúng tôi thường bơi quanh bát để giúp người đi qua dòng nước lạnh. Nhờ tập luyện đều như vậy, nên mỗi khi đi công tác, bác vẫn cùng chúng tôi bơi qua một cách dễ dàng. Những năm 1957 đến năm 1958, bác rất thích tập thái cực quyền. Những đêm trăng, bác cùng những anh em cảnh vệ thường tập trên sân thượng của bác bộ phủ. Sống cùng các chiến sĩ, bác thường tìm hiểu và tập luyện những bài quyền mới bác tập bài mới rất say sưa và chú ý đến từng thế tấn thế gỡ gạch mỗi động tác đều vận gân cốt và tập trung tinh thần vì vậy bác đi quyền rất sinh động bác cũng thấy sốt sắng truyền lại cho các đồng chí của mình những bài quyền mà bác biết những năm sau này khi trở về thủ đô, tuổi bác thêm cao và sức khỏe không được như trước, bác đã giảm dần môn chạy bộ, nhưng sáng nào bác cũng tập quyền và đi bộ trong vườn phủ chủ tịch. Khi ngoài 70 tuổi, bác Hồ vẫn kiên quyết duy trì sức khỏe, bác bỏ hút thuốc và giữ vững chế độ tập luyện và sinh hoạt hàng ngày. Theo đề nghị của bác, các đồng chí cảnh vệ mua cho bác 20 quả bóng quần vợt và kết trong ngang kéo. Bác đặt một sọt sấy vụn, cách bàn làm việc chừng 5 mét. Mỗi khi viết mỏi tay, bác dừng lại và đứng dậy, lấy bóng ném vào sọt, ném tay trái rồi đổi qua tay phải. Bác cho biết tập như vậy để rèn luyện sự điều khiển của thần kinh và tính chính xác của đôi tay. Hôm nào ném trúng vào sọt nhiều, bác thấy vui, còn hôm nào bóng ra ngoài nhiều, bác có vẻ không vui. Có lần, bác sĩ trong non sức khỏe của bác muốn làm bác vui lòng nên lén đem sọt giấy lại gần. Bác phát hiện thấy không đồng ý và tự tay mình đem lại chỗ cũ. Cho đến ngày nay, tấm gương rèn luyện thân thể của bác đã khiến hàng triệu người Việt Nam qua bao thế hệ xúc động và phấn đấu noi theo. Đỗ Duyên. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đọc qua truyện có chủ đề thể thao, bây giờ cùng thực hành với cô để hoàn thiện phiếu đọc sách với nội dung như sau: tên truyện, tác giả, tên môn thể thao và lợi ích của môn thể thao. Câu hỏi đầu tiên đặt ra cho các bạn đó là truyện có tên là gì và tác giả của truyện là ai? Một câu hỏi vô cùng đơn giản đúng không nào? Truyện có tên là Câu chuyện về tấm gương rèn luyện thân thể, tác giả của truyện là Đỗ Duyên. Nhắc đến tên môn thể thao được nhắc đến trong truyện thì các bạn có thể thấy trong truyện có nhắc đến rất nhiều những môn thể thao ví dụ như là tập tạ, nhảy dây thun, dây vải, khí công, quyền thuật, đi bộ, chạy, nhảy, thái cực quyền, vân vân. Lợi ích của việc tự mình tập luyện thể dục thể thao là gì. Về lợi ích có thể thấy trong bài viết có rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, có thể nói người viết nhắc đến nhiều nhất đó là nâng cao sức khỏe, bắt tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe của chính bản thân mình và cũng là một trong những tấm gương để giúp cho các người lính hoặc là giúp cho nhân dân ta tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Các bạn có thể bổ sung thêm những thông tin, những điều mà mình thích từ bài đọc các bạn nhé. Sau khi đọc và hoàn thiện phiếu đọc sách, chúng mình sẽ chia sẻ với bạn điều em học được. Khi đọc truyện, tùy theo quan điểm của từng bạn, tùy theo khả năng tiếp nhận, cảm nhận của mình mà mỗi bạn sau khi đọc xong một văn bản truyện đều có cho riêng mình những bài học khác nhau. Đến với phần này, các em sẽ có thể chia sẻ những gì mình đã học được. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo phần chia sẻ của bạn nhỏ các bạn nhé tớ đã từng đọc truyện câu chuyện về tấm gương rèn luyện thân thể của tác giả đỗ duyên truyện kể về tinh thần tập thể dục của bác hồ dù trong hoàn cảnh nào bác cũng tập bác tập mọi môn thể thao và tập mỗi ngày qua câu chuyện tớ cảm thấy có thêm động lực để tập thể dục và tớ sẽ cố gắng rèn luyện thân thể với phần chia sẻ và làm mẫu này các em hãy thử thực hiện nói với bạn về điều mà mình học được sau khi đọc truyện nhé tiếp nối video bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần viết nhiệm vụ đầu tiên trong phần viết các bạn sẽ ôn chữ hoa u và ư khi viết chữ hoa u và ư chúng mình sẽ cần chú ý về chiều cao về chiều rộng của các chữ cái số nét và cách lia bước sao cho chữ viết đẹp nhất để ôn lại chúng ta sẽ cùng nhau quan sát vào phần hướng dẫn viết sau đây nhé cũng trong phần viết hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến với nội dung luyện viết từ trong phần luyện viết từ, chúng mình sẽ viết từ Uông Bí. Theo em, đâu là cách viết đúng của từ cô vừa giới thiệu? Uông Bí là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh của đất nước Việt Nam. Tên gọi Uông Bí xuất phát từ tên gọi của các làng Bí và làng Thường. Sau khi có mỏ than, mà nay là mỏ vàng, danh ở cửa sông Uông nơi giáp ranh giữa các làng Uông là uông thượng, uông hạ và các làng bí là bí thượng, bí trung, bí hạ, bí chợ thì hình thành nên tên gọi uông bí. Vì thế, uông bí là tên riêng. Khi viết chúng mình cần viết hoa các chữ cái đứng đầu mỗi tiếng đúng không nào? Cũng trong nội dung này, các bạn sẽ đến với phần viết câu Câu mà hôm nay chúng ta sẽ viết là một câu thơ lục bát các bạn cùng đọc với cô nhé. Ước gì em hóa đám mây, em che cho mẹ suốt ngày bóng râm. Thanh Hào Câu thơ là lời của bạn nhỏ thể hiện tình cảm của mình dành cho mẹ. Bạn ấy mong muốn được làm bóng râm, che nắng cho mẹ trong lúc mẹ phải vất vả với công việc. Khi viết câu thơ chúng mình cần viết đúng chính tả, viết hoa các chữ cái đầu dòng dòng thơ thứ nhất các bạn lùi vào hai ô ly dòng thơ thứ hai các bạn lùi vào một ô ly theo đúng hình thức của thơ lục bát mà chúng mình đã được cô dặn dò trong những video trước hãy cùng cô thực hiện bài tập sau đây để kiểm tra xem các bạn có mắc phải lỗi chính tả không nhé Các em thân mến, để chúng mình có được chữ viết ngày càng đẹp hơn, có cách diễn đạt câu hay hơn và tránh mắc lỗi chính tả, các bạn hãy thử tập viết nhiều để khắc phục những điểm chưa hoàn thiện trong kỹ năng viết của mình các bạn nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.